Chương trình hôm nay chúng tôi có nhận một cú điện thoại trực tuyến đang gọi vào. Xin chào khán giả. Hello, chào anh Thiên. Anh Trịnh Quốc Thiên News. Đây là Vâng. đây là Michael bên 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 miền miền Tây, Nam California, gọi hỏi thăm bên bên anh. Vâng, xin chào anh Michael. Anh có thể giới thiệu với khán thính giả khắp nơi là anh có vấn đề gì hôm nay muốn chia sẻ và anh là ai? Anh Thiên thấy được biết anh theo dõi bên mấy hôm nay đó, mình cũng theo dõi, mình biết là cái chứng khoán đã chia sẻ tuần qua nó lên, nhưng hôm nay là sáng thứ hai bên Cali, là bây giờ mới có khoảng từ 6 giờ mấy rồi mà giờ mở cửa sáng hôm nay mình thấy cái chứng khoán VFS của bên VinFast đó nó lên một cách hai mươi mấy phần trăm từ 6 giờ rưỡi sáng tới giờ. Anh có thể chia sẻ thêm lý do nào trong tuần qua không đóng cửa thứ sáu tới hôm nay lên một cách như vậy không anh? Anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của anh. Vâng, anh mới nhắc anh là anh Michael, nhưng mà chúng tôi thì biết rất nhiều anh Michael. Anh có thể giới thiệu cho khán thính giả anh là ai và anh đang làm cái gì ở miền Tây, thưa anh? Chào anh và chào thính giả đang nghe đài bên nghe đài bên Trịnh Quốc Thiên News. Đây là anh, đây là Michael ở bên Phố Việt Media đó. Sở dĩ Michael được biết anh Thiên bên là vì Michael biết anh Thiên qua cái chuyến đi VinFast họ tổ chức đi nhà máy ở bên North Carolina hồi tháng trước. Do đó hai anh em chúng tôi cũng có gặp nhau và chia trao đổi. Thì hiện giờ là Michael sống ở bên Nam California, quận Cam, Orange County. Thì như các bạn biết, Michael có cái channel của Michael là Phố Việt Media. Thì Michael cũng thường chia sẻ với lại một số những các bạn mà biết về hỗ trợ về sản phẩm Việt Nam mình đó. Cho nên Michael hôm nay muốn biết thêm qua những cái trải nghiệm của anh Thiên gọi vào để mà hỏi thêm về cái hiện giờ là cái stock đó anh Thiên, và anh có thể chia sẻ một số những cái vấn đề. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả. Thì anh Michael này là anh Michael Huỳnh, là một người làm YouTube, và xin nhắc lại là cái tên của cái kênh của anh là Phố Việt TV đúng không, hay là Phố Việt Media TV? Phố Việt Media thôi. À, Phố Việt Media. Thì anh là một cái kênh, theo chúng tôi biết thì cũng mới nổi lên ở Nam California. Thì chúng tôi rất hân hạnh được quen với một số những người làm truyền thông rồi làm báo chí ở cộng đồng ở hải ngoại này. Thì chúng tôi là những người làm truyền thông thì được mời đi dự một cái lễ khởi công của một cái nhà máy. Nói chung đây là một cái sự hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà ở cái tầm mức là trên bạc tỷ đô la, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi rất vui gặp rất nhiều người, không riêng anh Michael Huỳnh mà còn gặp cả nhà báo Nick Úc rồi đủ thứ các đồng nghiệp của các đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì hôm nay anh Michael Huỳnh muốn hỏi về vấn đề VinFast thì Đúng rồi, chúng tôi chỉ biết một một chữ thôi thưa anh, đó là bùng nổ. Bùng đúng nổ, rồi. và đây là một cái hiện tượng gọi là thánh gióng của Việt Nam bay trên bầu trời Nasdaq. Nói chung thì trong 8 ngày qua, nói chung là nguyên một tuần và ấy, thì chứng khoán VFS, không phải là chỉ có VFS không, mà VFS coi như WW nữa, tức là cổ phiếu bảo chứng. Thì cái cổ phiếu này cũng xin nhắc đến là nó đi song song với VFS, tại vì người ta cứ nói với cổ phiếu của VFS nhưng mà thật ra nó có một anh em song sinh giá rẻ hơn. Nếu quý vị là hứng thú thì
Cổ phiếu Bảo Chứng thì tới ngày 15 tây tháng 8 năm 2028 thì nó sẽ trả cái tiền lời, thưa quý vị. Cho nên quý vị nào mà muốn mua mà để lâu dài thì chờ tới ngày 15 tây tháng 8 2028 thì cổ phiếu của VinFast lúc đó nó sẽ trả tiền lời rất nhiều, xin thưa quý vị như vậy. Đương nhiên là hơn trả tiền lời của nhà băng. Thì trở lại với VinFast thì có thể nói bây giờ VinFast là một cái hiện tượng gọi là Wall Street Darling. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại cái một cái chữ rất đặc biệt là Wall Street Darling, tức là bé yêu của Wall Street, thưa anh Michael Huỳnh. Bé yêu đây là người yêu yêu thương, cho nên là bây giờ là nguyên một cái nhóm, một cái đám, một cái ấy là những người mà trader, anh Michael hình không, những người trader bắt đầu họ để ý. Trong cái chứng khoán thì đủ thành phần, già trẻ lớn bé, người có học người không có học, miễn sao có tiền nhảy vô. Thành ra nó đang tạo sóng, thưa quý vị. Mà cái sóng này nó có thể là sóng gọi là tsunami, sóng thần. Nó đẩy cái cổ phiếu lên, hôm nay lên tới gần 88 đô la. Một con số kinh hoàng, trước giờ mở chợ đến giờ mở chợ nó lên hơn 40%. Khủng khiếp. Nói chung và chúng tôi cũng xin nói là có lên thì có xuống, cho nên rất là nhiều rủi ro, thưa quý vị. Không có cái gì mà mua rồi rồi nó đi thẳng lên. Nó đi lên rồi nó đi ngang rồi nó đi xuống, rồi nó đi lên nó đi ngang rồi nó đi xuống, nó đi cứ lòng vòng á, thưa quý vị. Cho nên tùy theo cái may mắn của mỗi người, mình cũng không nói được, và tùy vào cái thời điểm vô và ra, cái chiến lược như thế nào. Có những lúc thì những anh short seller anh trúng bánh, anh nghĩ là xuống mà nó xuống thật thì anh trúng bánh. Còn có những lúc mà những anh buy and hold, tức là mua là giữ, thì anh mua thấp rồi nó lên thì anh mua thấp bán cao thì anh lời thì anh vui vẻ. Nhưng mà chắc chắn một điều thưa anh Michael, là sẽ có rất rất nhiều triệu phú đô la sẽ ra đời nếu mà họ đầu tư vào VinFast, tại vì cổ phiếu bây giờ nó lên tới con số đó và cái vốn hóa lên tới hơn 170 tỷ đô la, thưa quý vị, đứng hàng thứ ba sau sau Tesla. Là đứng, là đứng nhất rồi, rồi BYD đứng đứng thứ nhì rồi, thưa thưa quý vị khán thính giả. Thì có những người nói đây là con số ảo, nhưng mà ảo hay không thì Nasdaq nó đã quy định như thế, thưa quý vị. Nó đã định giá như thế, nhưng mà họ nói thì cũng đúng. Nói chung là có lên có xuống, hôm nay lên ngày mai xuống, ngày mai có thể họ đúng mà ngày mốt họ sai. Mình phải hiểu vấn đề là có lên có xuống, và ngay cả công ty VinFast nữa phải chứng minh cái năng lực của mình, tại vì cái sự kỳ vọng của những nhà đầu tư đó, thưa quý vị, và những nhà đầu cơ, có những thành phần đầu cơ thì họ bất chấp, xin thưa với anh Michael Huỳnh là như vậy. Họ miễn họ có lời thì họ nhảy vô, mà họ thấy lỗ thì họ nhảy ra. Đó là cái thành phần đầu cơ tìm kiếm cơ hội, mà cũng không trách được. Có thể tiếng cái đồng hồ trước họ nhảy vào và tiếng đồng hồ sau họ nhảy ra cũng không trách được, thưa quý vị. Hoặc là hôm nay họ nhảy vào ngày mai họ nhảy ra cũng không trách được. Cái đó là đã nói là chợ trời, chợ đây tức là nhiều đông người mua vạn người bán, cho nên hôm nay họ tới họ mua VinFast nhưng mà ngày mai họ đi mua hãng xe khác, hay là ngày mốt họ đi mua công ty khác cũng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà cái tên tuổi của VinFast thì bây giờ rất lẫy lừng, thưa quý vị, báo chí truyền thông bây giờ quay xe hết, thưa anh Michael Huỳnh. Nói chung là cũng nhờ truyền thông, xin thưa quý vị, là cũng nhờ truyền thông ở trong cộng đồng, những người làm YouTube rồi những người báo chí mà họ binh vực VinFast thì họ họ liều mạng, đưa anh, họ tấn công những nhà truyền thông của Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy là tuy nhỏ nhưng mà có võ, thưa anh. Thưa quý vị khán giả, là ở Hoa Kỳ này cái quyền đầu tiên là cái quyền tự do ngôn luận, mình nói đúng mình nói trúng là người ta nghe, đúng không anh Mai Cầu Huỳnh? Dạ đưa đúng rồi, anh Thiên. Thì anh Thiên, trong hai câu hỏi là ngoài cái yếu tố của những nhà đầu tư, chuyên gia đầu tư, investor của Mỹ, của khách trên khách người trên thế giới, thì ngoài cái yếu tố tsunami như là sóng thần anh vừa mới chia sẻ, anh nghĩ là
có những cái yếu tố chẳng hạn như là Tổng thống Biden chuẩn bị sang thăm Việt Nam, nó có ảnh hưởng những cái stock như vậy không anh Thiên? Đương nhiên là có thưa quý vị, đương nhiên là có. Và quý vị nên nhớ vì sao VinFast tới Mỹ. À, quý vị phải biết là nước Mỹ là một nước tư bản, mà tư bản là cái gì? Tư bản là tiền. Và nước Mỹ mời những người có tiền đến để đầu tư làm ăn với Mỹ, chứ Mỹ đâu có thể nào một cái quốc gia tư bản mà lại đi làm miễn phí, không đi làm không công, cho nên không có đâu. Và chính trị của Mỹ thì nó đi với kinh tế, tức là sao, chính trị của Mỹ là nó muốn làm ăn, nó muốn tư bản mà làm ăn, và ai muốn làm ăn thì nó mời vào. Và VinFast là may mắn là cái công ty mà được coi như là mời vào làm ăn, mời vào mua đất, mời vào xây nhà máy thưa anh. Và nhiều công ty khác của Việt Nam trong tương lai này chắc chắn cũng tìm kiếm cơ hội ở Hoa Kỳ. Cái đó là cái điều hết sức bình thường thưa quý vị, khi mà một cái tập đoàn lớn như Vingroup họ có tiềm lực thì họ sẽ bán hàng khắp thế giới, mà muốn bán lời nhiều thì phải có nhà máy sản xuất để mà giảm chi phí, chứ cứ mỗi lần mà mướn tàu đi xuyên đại dương thưa anh Michael Huỳnh là tốn rất kém rất nhiều, và giá thành nó đội lên, không nó đội lên thì làm sao bán hàng được, nó khó khăn lắm. Cho nên là nếu có những cái tổng kho, những cái kho riêng của mình, rồi từ cái tổng kho coi như là mạnh vì gạo bạo vì tiền, tung tiền ra mua đất xây nhà máy. Mà cái đó quan trọng lắm thưa quý vị khán thính giả, là khi mà quyết định xây nhà máy là nó sẽ gây sửng sốt cho tất cả những hãng xe khác mà lăm le nhảy vào thị trường Mỹ, tại vì họ không có tiềm lực thưa quý vị. Thứ nhất là không có tiềm lực, thứ hai là không có uy tín. Uy tín ở đây là cái sự bảo kê, nói thẳng là của chính quyền từ tiểu bang, từ liên bang, từ tổng thống, từ những nhà mà gọi là đại tài phiệt, họ thấy VinFast có tiềm lực và họ bỏ vốn vào làm ăn nữa thưa anh. Ngoài cái chuyện mà hứa miệng rồi bắt đầu là mua đất rồi xây động thổ như anh em mình cũng đã từng được mời đến và coi như là chứng kiến nữa. Cho nên là, và anh cũng đã chứng kiến và tất cả mọi người đều chứng kiến là có đại diện của ông Tổng thống Joe Biden gửi thư chúc mừng, rồi có thống đốc của tiểu bang North Carolina, rồi có hai thượng nghị sĩ, rồi cả dân biểu, rồi cả thị trưởng, rồi cả anh đang chứng kiến một cái hệ thống chính quyền mà, đúng không? Đúng rồi, Đấy. dạ đúng vậy anh Thiền đó thì cái nhờ có những cái sự kiện như vậy đó mình biết là VinFast đi đúng đường và có sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ cho cái thứ nhất á, là nó cái kinh tế của Mỹ theo như Michael biết đó là kinh tế Mỹ nó cũng tùy thuộc nói chung phải tùy thuộc mà là nó đi đôi với lại những cái nhà máy những cái nhà đầu tư vào Mỹ hiện nay cho nên về lâu về dài theo cái cảm nghĩ của Michael đó là những công ty như vậy là không có cách nào mà nhiều nhiều người họ nói là giống như là thua lỗ đâu họ thua lỗ hoặc là như thế nào đâu hoặc để cho sập đâu tại vì kinh tế Mỹ nó tùy thuộc nó cũng phải cần cái sự hỗ trợ của bên những nhà máy đúng không anh Thiên anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh. Cái đó là bắt buộc thưa quý vị. Ở Hoa Kỳ này nó có nhiều cái luật lạ lắm, cho nên những người không sinh sống hoặc là không để ý, chẳng hạn như cái luật là chống độc quyền, thì đó là cái thứ nhất. Ví dụ như công ty hàng đầu của xe hơi Mỹ thì mình không nhắc tên nha thưa anh, là ví dụ như là muốn độc quyền, muốn độc quyền cái thị trường nó chỉ một mình một chợ, Mỹ nó không cho thưa anh, nó sẽ tìm cách kéo những cái hãng xe tương đương đối lập để mà chống lại cái sự độc quyền đó thưa anh. Tại vì nó không tin là độc quyền là tốt, mà độc quyền là sẽ dẫn tới bán giá cao. Một cái xe ví dụ như anh thấy đó, cái xe đó chỉ trị giá có 40.000, nhưng mà vì độc quyền nó quất cho người ta 65.000 thưa anh và thưa quý vị khán thính giả. Rồi sau đó khi mà có sự cạnh tranh, cái sự xuất hiện của những công ty mới thì nó lật đật nó xuống giá 6 lần. Thưa quý vị, cũng chiếc xe đó mà quý vị thấy là rõ ràng trong 1,5 năm qua là nó phải giảm giá 6 lần, là sao? Tức là nó bóc lột, nó chỉ có một cái sản phẩm duy nhất đó thôi, nó không có làm gì khác.
mà nó trở thành tỷ phú của tỷ phú, thưa quý vị và thưa khán giả. Thành ra chính chính quyền Mỹ họ công bằng, họ nhìn vào họ thấy là thằng hãng xe này đó là chơi cái trò độc quyền, nếu không chơi cái trò độc quyền, mà cái độc quyền ở đây nó dẫn tới cái độc ác là cái hãng xe đó lại không có mướn công nhân Mỹ nhiều mà đi qua bên xây nhà máy bên Trung Quốc, ở bên Thượng Hải chẳng hạn, như vậy ở bên Trung Quốc rồi làm ăn với Trung Quốc, rồi thật ra đó là làm giàu cho Trung Quốc. À, dân dân Mỹ ở đây thì è cổ đi mua cái xe made in China của hãng xe đó, rồi rồi tưởng là của Mỹ rồi quý vị, rồi làm giàu cho Trung Quốc, cho đến khi mà ông Donald Trump ông ra quyết định là không có cho cái độc quyền đó, không không có dành cái độc quyền, cái gọi là tối hệ quốc đó thưa anh. Cho nên là nó đi nó mời gọi những hãng xe khác đến Hoa Kỳ, xin thưa quý vị là như vậy. À, đứng sau xe của VinFast là có tập đoàn GM thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, và một tập đoàn nổi tiếng ở bên Đức nữa thưa quý vị. À, nói chung là VinFast không phải là một mình một chợ mà là một coi như là một cái công ty cổ đông thưa quý vị. Và VinGroup chỉ nắm 51% cổ phần trong công ty VinFast, cho nên người ta nói VinFast 99% là của ông Phạm Nhật Vượng là không đúng. À, người đó là lý do mà tại sao những cái hãng tin như Forbes, Bloomberg nó phải rút bài xuống đó, thưa anh Michael, tại vì nó đưa thông tin không có chính xác. Ông Phạm Nhật Vượng không có bao giờ mà nắm 99% cổ phiếu của VinFast cả, thưa quý vị. Cho nên là nó nói rằng 99% cái giá cổ phiếu của VinFast rồi nhân ra rồi gán cho ông Phạm Nhật Vượng tiền tỷ này tiền tỷ kia thì nó không đúng, cho nên bây giờ nó phải rút bài xuống vậy thôi thưa quý vị. Mà quý vị đừng có lo lắng, người nghèo không nên lo lắng cho người giàu tỷ phú, thưa anh và thưa quý vị khán thính giả. Ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng ông có chạy lên chạy xuống trong danh sách 100 tỷ phú thì đó là may mắn, chúc mừng cho ông. Còn mình thì mình chỉ là người bình thường thưa quý vị, chả có gì phải lo lắng cho ông. Hôm nay ông vô top 30 rồi ngày mai ông rớt ra rớt vô gì, anh có lo lắng không thưa anh Michael? Dạ thưa không, anh nói rất đúng anh Thiên. Dạ thì nói chung là mình quan tâm về cái sản phẩm Việt Nam mình thôi, chứ còn mà ông tỷ phú thì đã gọi là tỷ phú rồi thì rớt ra rớt vô cũng không thành vấn đề đối với mình. Tại mình cũng không có, nói chung là mình nhìn vô cái sản phẩm nhiều hơn. Đó, cái đó là mình muốn chia sẻ với lại anh Thiên. Một cái câu hỏi cuối muốn hỏi em Thiên đó là mình được biết là ngoài VFS là top của VinFast, nó còn mình còn có thấy hình như có VFG là VinGroup được không anh? Có cái top của VinGroup được không anh? Có thể chia sẻ thêm nếu mà có. Theo tôi biết đó thì nó có hai cái công ty ở New York, nó cũng trading ở Nasdaq, thì hai cái công ty này nó chỉ là mutual fund thôi thưa anh, tức là cái quỹ hỗ tương, thì nó đem tiền vô Việt Nam, nó đầu tư ở bên Việt Nam, thì nó mua những cổ phiếu ở Việt Nam, thì trong đó là nó cũng có đầu tư vào VinGroup thưa anh. Còn cũng xin nhắc lại cho quý vị khán giả là VinGroup cũng là một công ty cổ đông, cho nên cái quyết định là quyết định của cổ đông. Thì có những cái nguồn tin nói rằng là VinGroup cũng muốn theo đường của VinFast đến Hoa Kỳ để mà coi như lên sàn chứng khoán, bán cho khắp mọi mọi người ở khắp thế giới. Thì cái đó là quyền quyết định của họ thưa thưa anh Michael và thưa quý vị khán thính giả. Mình chỉ nghe cái tin cũng giống như nghe anh nghe vậy thôi, tức là một cái tin đồn râm ran. Thì nói chung á, cũng xin thưa quý vị là cái gì cũng có con dao hai lưỡi thưa quý vị. Khi mình nhận tiền của người ta thì mình phải làm theo ý của người ta, ở người ta đây là những người mua cổ phiếu, thì những người mua cổ phiếu họ rất đơn giản thưa anh Michael, là họ chỉ muốn xin lời thôi, họ không cần biết là công ty anh sản xuất như thế nào, thậm chí họ cũng chả biết nhà máy của công ty anh nằm ở đâu á. Nếu mà anh mua cổ phiếu anh đâu bao giờ anh biết là nhà máy của nó nằm đâu thưa anh, mà anh cũng đâu cần biết trong nhà máy nó có quản lý là ai, manager tên gì, anh chỉ cần biết ồ cái này nghe nói là nó sắp lên rồi anh nhảy vô mua, tại vì anh không có thời gian để mà anh theo dõi hết. Thì VinGroup cũng vậy, nó là một tập đoàn mẹ của VinFast,
thì có thể nó thấy cái tấm gương của VinFast thì nó có thể đi theo, và nó cũng có thể nó không đi theo đó thưa quý vị. Nói chung là Vingroup là một cái tập đoàn mà bây giờ tháng trước thì nó 29 ngành nghề, bây giờ nó thêm một ngành nghề nữa, nó bây giờ nó là một tập đoàn đa ngành nghề thưa quý vị khán giả. Và Vingroup thì đang bị đánh giá là dưới giá thị trường thưa quý vị. Tại vì nó cái điều buồn cười ở đây cũng chia sẻ với anh Michael Huỳnh luôn á, là cái công ty con đó VinFast đó, bây giờ cái trị giá mà vốn hóa của nó là 170 tỷ, nó còn lớn hơn cái công ty mẹ của nó đó thưa quý vị. Thưa quý vị các khán giả, công ty mẹ là công ty mà coi như kinh doanh 29 30 ngành nghề mà đẻ ra công ty con là VinFast, mà bây giờ công ty con là cái vốn của nó được gọi là Wall Street Darling, bé yêu của Wall Street, và bây giờ cái vốn của nó lên tới 160 mấy, 170 tỷ, thì cái công ty mẹ nó phải hơn chứ thưa quý vị. Mà công ty mẹ thì giá cổ phiếu bây giờ vẫn vẫn thấp. Ở Việt Nam nếu quý vị nào muốn đầu tư chứng khoán thì Vingroup cũng là một cái cổ phiếu tốt ở Việt Nam thưa quý vị và thưa khán giả. Còn họ có muốn quốc tế hóa, họ muốn đi theo con đường của VinFast hay không thì cái đó là chiến lược kinh doanh của họ thưa anh Michael Huỳnh. Và cái quyết định của những cổ đông, có nhiều cổ đông và chẳng hạn như công ty Black Spade đó thưa quý vị và khán giả và anh Michael Huỳnh đó, là khi mà cái tin mà sáp nhập với VinFast đó, có một số cổ đông đã rời bỏ cái công ty Black Spade và họ rút tiền ra, không biết anh có nghe cái tin đó không, tức là họ không đồng ý đó, họ nói không, chúng tôi không cảm thấy ấy. Và cái vốn của thằng Black Spade lúc đó đó là 230 mấy triệu đô la, thì nó rút ra chỉ còn lại có 163 triệu đô la thôi đó. Nó không phải cái thành phần cổ đông, nó thấy lạ quá thưa quý vị và khán giả, tại vì khi nó lập ra công ty Black Spade ở thị trường chứng khoán thì họ không nghĩ là họ dính dáng gì tới xe điện đó thưa quý vị. À, anh Michael Huỳnh hiểu không? Khi mà nó thực chất á, của cái công ty mà Black Spade á, người ta không hiểu nó làm cái nhiệm vụ gì. Thực chất của nó là một cái công ty PR thưa anh và thưa khán thính giả, một công ty PR là chuyên môn đánh bóng quảng cáo để mà coi như là kết hợp. Nó có thể nó dùng tiền nó mua một công ty khác, mà nếu nó không có tiền nó mua thì nó kết hợp với một công ty khác để nó coi như nó bành trướng ra, nó tiếng Anh nó gọi là expansion, và nó bành trướng ra. Và cái nhiệm vụ của những cái công ty SPAC đó, bây giờ đó, ngày xưa đó thì mỗi năm Nasdaq nó chỉ có chừng 50 60 công ty thôi chuyên chuyên về SPAC, nhưng bây giờ nó bùng nổ ra thì nó lên tới 500 600 công ty mỗi năm, cứ 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 một tháng vậy là 50 60 công ty ra đời. Và những công ty mà về SPAC đặc biệt anh phải để ý là lập ra là trong đó là toàn là những nhân vật nổi tiếng các bạn. họ Đúng họ rồi. họ muốn dùng cái danh tiếng của họ, họ muốn dùng cái danh tiếng của họ để mà họ bán cái danh tiếng, họ tìm cách làm sao mà thu hút quần chúng, thu hút người đầu tư, thu hút nhà buôn bán chứng khoán. Thành ra trong những cái spot mà anh để ý anh vô anh coi từng công ty là toàn là những nhân vật nổi tiếng, celebrity, thứ trưởng, bộ trưởng, Chắc toàn thứ chắn là thứ dữ dằn không à. Rồi rồi cái nhiệm vụ của nó là để PR, và anh sẽ thấy những cái thành phần mà cốt cán của công ty đó là nó đi tiệc tùng, à quý vị không hiểu, nó đi tiệc tùng liên miên, chỗ nào tiệc lớn tiệc nhỏ của đảng Cộng hòa, của đảng Dân chủ, của doanh nghiệp gì là anh đi liên tục để nó quảng cáo mà. Cái đó là người ta có thể nói là pump and dump ấy, tức là mà anh biết là muốn pump and dump anh phải có tiếng chứ, anh phải nổi đúng tiếng rồi. người ta mới nghe chứ. Bây giờ anh mua một cái công ty mà PR mà lèo tèo, xin lỗi, vài ba bóng ở ở ở ở đâu đó ở nước Mỹ đi, rồi những cái thành phần trong đó đó vừa lười biếng mà vừa không có tiếng tăm, dù anh mua cái công ty nó chuyên về spa nha, nhưng mà nó không nổi tiếng á. Ví dụ anh mua có 200 ngàn à, anh nói không? Hai, hai, 200 ngàn. Tại sao cái công ty của Lawrence Hồ nó dám bỏ ra 100 200 triệu đô la để nó làm? Tại vì nó nghĩ rằng là nó bắt cá mập.
anh phải không, nó bắt những công ty Đúng rồi. lớn à, nó còn có những công ty spot đó, xin lỗi anh mướn cái office trả 53.000 rồi mướn 53 anh có bằng về PR về về marketing vô làm, nhưng mà cái hiệu quả hiệu ứng nó không có. Đúng rồi. Đó thì cái giá trị, anh đồng ý anh Thiên, cái giá trị của cái công ty thì nó tùy thuộc ở trong cái cấu kết tất cả những cái người trong công ty và những cái tên tuổi của những người founder ở trong cái công ty. Do đó nó mới có cái giá trị nó như vậy. Đó thì một lần nữa Michael cảm thấy những gì anh đã chia sẻ, cảm ơn những anh Thiên đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho cái ngày hôm nay về chứng khoán VinFast, VFS và những cái sự kiện vừa qua. Một lần nữa cảm ơn anh đã bỏ thời gian giải thích, và hẹn anh những lần tới Michael có dịp hỏi anh những cái câu hỏi khác nữa nha anh Thiên. Vậy là xin chào các bạn trên trên đang theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại anh. Chào anh Thiên nha. Vâng, xin chào anh Michael, Phố Việt TV, một kênh channel trên YouTube. Xin chào và xin hẹn anh. Xin cảm ơn anh nhiều. Chào anh, chúc anh một ngày vui vẻ, hạnh tốt nhất. Chào anh.